Ha So-hee phấn khích khi được Song Hye-kyo gửi tặng xe tải cà phê. Sáng ngày 10 tháng 5, Song Hye-kyo đã gửi xe tải cà phê tới trường quay để ủng hộ tinh thần cho Ha So-hee. Trên tấm banner, mỹ nhân hậu duệ mặt trời để lại lời nhắn của Vũ đàn em: "Chị luôn ủng hộ em Ha So-hee." Ha So-hee và các diễn viên, nhân viên của đoàn phim hãy cùng nhau tận hưởng cà phê nhé. Ha So-hee tỏ ra vô cùng hạnh phúc, phấn khích khi nhận được món quà từ mỹ nhân họ Song. Cô đã chia sẻ loạt ảnh được chụp bên xe cà phê lên trang Instagram cá nhân, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm chân quý mà đàn chị dành cho mình. Trong buổi tối ngày 16 tháng 3, Ha So-hee đăng ảnh chụp chung với Song Hye-kyo cho thấy hai ngôi sao cùng góp mặt ở một tác phẩm mới. Kể từ đó tới nay, hai nữ thần sắc đẹp có hàng loạt tương tác trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Mỹ nhân hậu duệ mặt trời chính thức nhấn theo dõi tài khoản Ha So-hee, đồng thời like loạt bài đăng của đàn em. Song Hye-kyo còn thả tim vào những hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút của người đẹp thế giới hôn nhân. Về phần Ha So-hee, cô có động thái giống như đánh dấu chủ quyền với Song Hye-kyo bằng một bình luận đầy dễ thương trên trang cá nhân của đàn chị: "Giờ chị ấy Song Hye-kyo là của tôi rồi." Ha So-hee còn khiến dân tình phát sốt khi để lại bình luận dưới hình ảnh Song Hye-kyo ôm cún cưng: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ." Hình ảnh xinh đẹp của Song Hye-kyo gần đây cũng khiến đàn em phát sốt. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.